với thầy cô lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Phó Giáo sư Lê Minh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhà trường. Kính thưa Giáo sư Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường Bách Khoa. Kính thưa Giáo sư Phạm Phụ, người sáng lập và là trưởng khoa đầu tiên của khoa Quản lý Công nghiệp, cùng với thầy cô nguyên lãnh đạo khoa Quản lý Công nghiệp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, các anh chị cựu sinh viên và các em sinh viên thân mến. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Quản lý Công nghiệp thuộc trường Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi rất là vui khi thấy khán phòng này gần 1.000 chỗ đã đầy người. Đó là các thầy cô qua nhiều thế hệ, là các anh chị, cựu sinh viên, là các học viên, các sinh viên và các vị khách quý, bạn bè, đối tác đã từ tiểu về đây cùng chung vui với khoa Quản lý Công nghiệp. Thay mặt ban hiệu nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các quý vị khách quý, quý thầy cô giáo, các anh chị cựu sinh viên và các em sinh viên đã dành thời gian quý báu tới dự lễ và chia sẻ niềm vui lớn cùng khoa Quản lý Công nghiệp cũng như trường Bách Khoa ngày hôm nay. Xin chúc mừng khoa Quản lý Công nghiệp tròn 30 năm tuổi. Kính thưa quý vị, là một trường đại học có truyền thống lâu đời về kỹ thuật công nghệ, trường Bách Khoa chủ yếu tập trung đào tạo và nghiên cứu về các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, mà lâu đời nhất là những lĩnh vực cốt lõi phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước như là xây dựng, giao thông, thủy lợi, cơ khí, điện, hóa. Qua các thời kỳ, nhà trường đã cung cấp cho xã hội đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ đông đảo các kỹ sư giỏi cho nền công nghiệp, có đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Một thời gian sau khi đất nước mở cửa, nhận thấy tầm quan trọng của nền của kiến thức về kinh tế và quản lý, đặc biệt là bổ trợ cho kiến thức chuyên môn về kỹ thuật công nghệ. Và để đa dạng và hoàn thiện hơn các chương trình đào tạo của nhà trường, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực của đất nước, lãnh đạo nhà trường lúc bấy giờ đã có quyết định sáng suốt thành lập bộ môn Quản lý Công nghiệp năm 1990 và sau đó là khoa Quản lý Công nghiệp năm 1993 thuộc trường Đại học Bách Khoa. Qua 30 năm hình thành và phát triển, khoa Quản lý Công nghiệp đã không ngừng phát triển. Với sứ mệnh đào tạo quản lý trong một trường đại học kỹ thuật, khoa Quản lý Công nghiệp đã sớm đưa các chương trình đào tạo quản lý tiên tiến từ nước ngoài về Việt Nam. Phần lớn các giảng viên thuộc khoa cũng đã được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến trên thế giới. Trong 3 thập kỷ qua, các chương trình đào tạo do khoa phụ trách đã góp phần đào tạo hơn 3.500 thạc sĩ và 3.000 cử nhân. Ngoài các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học về quản lý công nghiệp và quản trị kinh doanh thông thường, khoa đã phát triển và vận hành nhiều chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc các chương trình liên kết quốc tế. Các chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế của khoa được triển khai cách đây hơn 20 năm, như chúng ta cũng đã thấy trong cái clip giới thiệu vừa rồi. Ví dụ như MBA SMS, MBA MCI đã trở thành những tên tuổi lớn về đào tạo quản trị kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao cho nền kinh tế của đất nước. Rất nhiều anh chị cựu học viên của các chương trình này đang là CEO của những doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, của khoa công nghệ và đặc biệt là sự cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng gay gắt hơn, kỹ thuật công nghệ và năng lực quản lý là những yếu tố then chốt quyết định thành công của một doanh nghiệp. Là khoa chuyên về đào tạo quản lý trong một trường đại học kỹ thuật hàng đầu ở Việt Nam, khoa Quản lý Công nghiệp có nhiều lợi thế so với các đơn vị đào tạo quản lý khác. Đó là sự bổ trợ cho nhau giữa kỹ thuật công nghệ và quản lý, và đó là điểm làm nên sự khác biệt giữa khoa Quản lý Công nghiệp của trường Đại học Khoa và các đơn vị đào tạo quản lý khác. Tôi kỳ vọng khoa tiếp tục phát huy lợi thế này để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của mình, đáp ứng hơn nữa nhu cầu của xã hội và đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập,
và phát triển. Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời tri ân tới quý thầy cô qua các thời kỳ của khoa đã cống hiến hết thời gian, trí tuệ cho sự phát triển này của khoa. Đặc biệt, trân trọng cảm ơn người đã góp phần quan trọng trong việc khai sáng, khai lập khoa, giáo sư Phạm Phủ. Chúc thầy có nhiều sức khỏe và niềm vui. Và cuối cùng, xin kính chúc quý vị khách quý, quý thầy cô, quý anh chị cựu sinh viên và các em sinh viên năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.